Nhận định, phân tích tỷ lệ và dự đoán trận đấu Senegal với Benin trong khuôn khổ tứ kết CAN Cup 2019. Cập nhật phong độ, đội hình dự kiến của cả hai đội. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Vòng 1/8 của CAN Cup đã chứng kiến rất nhiều bất ngờ xảy ra khi hai ông lớn Maroc và Ai Cập đều phải nói lời chia tay giải đấu sớm. Hai ứng viên cho chức vô địch đều nhận trái đắng từ các đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Điều này cho thấy khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng châu Phi giờ đã bị thu hẹp đáng kể. Benin chính là cái tên đã loại Maroc, bị coi là lót đường khi có lần đầu tiên tham dự CAN Cup do năm nay ban tổ chức giải đấu tăng số đội lên thành 24, thay vì 16 như trước kia. Nhưng đội bóng Tây Phi đã để lại một ấn tượng khó phai. Hành trình lọt tới tứ kết của họ là một chặng đường ghi nhận nhiều nỗ lực. Benin đã cầm hòa đối thủ của mình ở cả 3 trận đấu vòng bảng. Trước Maroc, họ cũng kéo trận đấu tới loạt sút penalty sau 120 phút có tỷ số 1-1, để rồi thể hiện bản lĩnh trong loạt đấu súng. Rõ ràng, tinh thần chiến đấu kiên cường là điều dễ nhận thấy ở thầy trò huấn luyện viên Dussouier. Họ hứa hẹn sẽ tạo nên thêm những kỳ tích nữa tại giải đấu năm nay. Thế nhưng, Senegal không phải là cái tên dễ gục ngã như Maroc. Đội hình của những chú sư tử Teranga thậm chí còn được đánh giá là mạnh nhất giải với những tài năng trải đều ở cả ba tuyến. Họ có Koulibaly là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Serie A. Ở giữa sân sẽ là sự góp mặt của bộ đôi tiền vệ đang chơi tại ngoại hạng Anh là Huey và Kuzak. Đáng chú ý nhất là Mane Liverpool lĩnh sướng hàng công. Benin đã chơi tử thủ để có chiến thắng trước Maroc, và chắc chắn họ vẫn sẽ đem lối đá ấy để đối đầu Senegal. Nhưng nên nhớ, Maroc không có nhiều nhân tố có thể gây đột biến bằng những chú sư tử Teranga. Ngoài Sadio Mane, Diang và Van Keita cũng là những họng súng rất chất lượng trong tay huấn luyện viên Aliou Cisse. Bối cảnh Man làm mồi nhử cho hai đồng đội dứt điểm hoàn toàn có thể xảy ra, và có lẽ Benin không đủ thực lực để ngăn cản. Tới vòng tứ kết mà Senegal vẫn phải chấp tới một trái khiến người ta dễ hình dung được sự chênh lệch giữa hai đội. Rõ ràng tên tuổi và chất lượng chuyên môn của Benin là không để đặt lên bàn cân với Senegal vào lúc này. Vào tới tứ kết cũng đã là thành công với đội bóng Tây Phi, và nếu có bị loại thì họ cũng không có gì phải tiếc nuối.